49 ngày, người chết đi về đâu? Đầy bí ẩn. Kính thưa quý vị, con người khi chết sẽ đi về đâu? Đây có lẽ là vấn đề mà có rất nhiều người đang thắc mắc. Đây chính là một vài những quan niệm của dân gian về vòng thời gian luân hồi của một con người. Mỗi con người khi được tạo ra từ chính vòng luân hồi, sinh lão bệnh tử và cứ nối tiếp nhau về vòng tuần hoàn ấy. Kiếp trước bạn làm những điều gì thì kiếp này bạn sẽ nhận hoặc là sẽ chịu trách nhiệm về những lỗi lầm mà mình gây ra ở kiếp trước vẫn chưa thể trả hết. Trong kinh Phật thường hay nói rằng con người giống như một hạt cát, đến một ngày nào đó thứ bạn mang đi về cõi cực lạc chính là những gì mà bạn đã làm và để lại cho nhân gian. Vậy thì khi chết đi rồi, chúng ta sẽ đi về đâu? Có một lần nữa quay trở lại nhân gian sau một kiếp người hay không? Cùng tìm hiểu qua giải mã ý nghĩa 49 ngày, người chết đi về đâu? Đầy bí ẩn này nhé! Giải mã ý nghĩa 49 ngày, người chết đi về đâu? Đầy bí ẩn. Chết chính là lúc mà con người ta chút hết hơi thở cuối cùng. Những gì mà họ để lại nhân gian chính là những giọt nước mắt, những nỗi đau mất mát người thân yêu, của những người con, người cháu, là cha, là mẹ, là ông, là bà, họ hàng, bà con ruột thịt. Lúc này, thân xác và linh hồn của con người đã tách rời nhau. Thứ mà người chết còn lại chỉ còn là tâm thức, trước khi họ chút hết hơi thở cuối cùng trong đời. Nhiều người nói rằng, trong khoảng thời gian gần chết, họ bắt đầu hồi tưởng lại tất cả những chuyện thường xảy ra trong cuộc đời họ, có cả thiện lẫn ác. Là khoảng thời gian ngắn ngủi để họ có thể nhìn thấy được hết một cuộc đời của mình. Nhưng khi cơ thể không còn hơi thở đó, thì xác vẫn là xác, nhưng linh hồn thì đã tách khỏi, mà lúc này họ vẫn chưa thực sự nhận thức được là họ đã chết. Họ vui chơi, nô đùa ở một thế giới nào đó mà trong nhận thức của linh hồn vẫn còn một chút đâu đó. Đó là lý do mà nhiều người thân sau khi có ai đó trong gia đình mất, nếu hợp tuổi hợp mạng thì sẽ nhìn thấy được người đã khuất. Họ sẽ tìm cách để nói chuyện, làm đủ mọi cách để bạn có thể để ý tới. Nhưng cho tới khi họ hiểu được họ đứng trước mặt những người thân của mình chỉ còn là linh hồn, họ đã chết, thì lúc này họ mới nhận thức được rằng họ đã không còn trên thế gian. Thứ mà họ cảm nhận được lúc này chính là đau khổ tâm can, là hối hận, là những quyến luyến trần đời không thể nào buông bỏ được. Lúc này, thời gian 49 ngày sau khi chết chính là những ngày mà họ còn lưu luyến lại trên trần gian. Lúc này, có thể những người trong gia đình cũng có thể nhìn thấy họ qua những giấc mơ. Đối với những người hợp tuổi, yếu vía thì rất dễ nhìn thấy. Những người sau khi chết, lúc này họ sẽ cảm thấy cô đơn, cảm thấy lạc lõng nhất. Họ có thể nhìn thấy được xung quanh, có thể lắng nghe những gì mà chúng ta nói, có thể nhìn thấy được chúng ta, nhưng họ lại không thể chạm. Cũng có thể nói nhưng không ai nghe, không ai thấy và không ai để ý. Theo phong tục của người Việt Nam, trong Phật giáo thì âm hồn sau khi qua đời sẽ phải trải qua 7 lần phán xét, mỗi lần phán xét trong vòng 7 ngày. Sau đó, âm hồn sẽ đi qua một điện âm ti lớn. Sau 7 tuần đó thì âm hồn sẽ được siêu thoát và đi đầu thai. Đầu thai chính là những việc làm, cuộc sống của con người trong kiếp này sẽ bị xóa sạch hết và được đưa tới nhân gian, trở thành một thân phận khác, sống một cuộc đời khác, tùy vào nghiệp báo của người đã làm trong kiếp này mà sắp xếp hoàn cảnh sống, như được sinh ra trong gia đình giàu có hay có tài năng thiên bẩm, hay đầu thai không là người mà là Phật. Và sau khi âm hồn đã trải qua 7 lần phán xét đó, thì dựa vào nghiệp báo, tích đức của kiếp này mà được phán xét là đầu thai tiếp hay bị ở lại âm ti làm vong hồn ngạ quỷ, phải chịu trừng phạt về những chuyện mà mình từng gây ra ở nhân gian. Và lễ cúng 49 ngày trong nghỉ chết cũng được xuất phát từ đây. Lễ cúng này sẽ giúp gợi cho người chết về tâm hồn hướng thiện, gạt bỏ ân oán, chấp nhận hiện thực, thực hiện những tư tưởng tốt đẹp để thần thức có thể được tái sanh
về cảnh giới tốt đẹp hơn, đưa người chết về đúng con đường hướng thiện. Nên làm gì cho người đã khuất 49 ngày? Trong thời gian 49 ngày, để tốt cho người đã khuất thì gia đình nên thực hiện làm những điều thiện nhằm tích đức cho người đã khuất, giúp cho người đã khuất có thêm nhiều phước lành và được sanh về cõi lành như phóng sinh, ăn chay, niệm Phật, làm ma chay, tụng kinh. Đối với những gia đình còn nhiều khó khăn thì có thể thực hiện những hình thức đơn giản tự mình tụng kinh cũng được, mà không cần phải mời thầy về cúng. Chỉ cần tâm chân thành, ăn chay niệm Phật với lòng thành hướng về người đã khuất, muốn tốt cho người đã khuất, không còn lang thang trên nhân gian, có thể hồi hướng cho con đường người chết về đúng với miền thiện lành, không bị dẫn dụ hay bị lạc đường trên cõi nhân gian. Trong thời gian 49 ngày thì người nhà nên thay phiên nhau tụng kinh niệm Phật, khai thị nhắc nhở tâm linh thì sẽ giúp cho người thân của mình khi mất sớm được giải thoát. Còn với những người đã chết vì tai nạn giao thông thì để tránh việc thân xác một nơi, hồn một nơi gây hại cho cuộc sống của những người khác thì nên đưa thân xác về nhà, sau đó mời thầy về làm lễ gọi hồn về nhà và làm ma chay cho người đã khuất. Điều này giúp cho linh hồn của người đã mất có thể hướng thiện, đi đúng đường, không bị lạc đường trên nhân gian, linh hồn sớm được siêu thoát. Niệm kinh Phật, cúng 49 ngày cho người đã mất chính là một trong những tín ngưỡng của nhiều người hiện nay để gợi nhớ về người đã khuất, thể hiện tấm lòng thành kính, tôn trọng và thương xót cho sự ra đi của cuộc đời họ trên nhân gian. Cúng 49 ngày cho người đã khuất được cho là một buổi lễ vô cùng quan trọng, một buổi lễ cúng dỗ mở đầu sau ngày người chết 49 ngày. Sau khi linh hồn được phán xét và được giải thoát thì lúc này phần linh hồn vẫn còn nương nhờ cửa Phật. Trong thời gian này, khi tụng kinh siêu độ cho linh hồn sẽ giúp linh hồn được hưởng phần phước báo, từ đó mà hướng thiện, lòng thành mong muốn làm những điều thiện tích đức và sớm được tái sanh về miền cực lạc, nhờ vào phần phước báo nhiều hay nghiệp báo nặng. Sau 49 ngày, có nên cúng cơm cho người đã khuất hay không? Sau 49 ngày là thần thức cũng như phần linh hồn của người đã khuất đã tìm được cho mình cảnh giới tái sanh. Cho nên, nếu như trong cảnh giới của lục đạo thì sự thọ dụng của họ cũng sẽ trở nên khác biệt. Nếu như linh hồn được tái sanh cõi trời thì họ sẽ không ăn được những loại thực phẩm của cõi người, vì thực phẩm ở cõi trời thượng vị nhiều hơn nhiều lần. Nhưng cúng dỗ, làm cỗ dâng cúng cho cha mẹ, tổ tiên là một trong những điều mà con cháu muốn thể hiện tấm lòng thành kính của mình đến với người đã khuất. Điều này cũng được cho là một trong những điều hiếu kính đối với công ơn của cha mẹ, ông bà, tổ tiên của người Việt mà mâm cơm dỗ cúng vào mỗi dịp Tết đến, vào những ngày dỗ, là những hình ảnh cũng như là những điều không thể thiếu đối với sự tôn trọng, hiếu đạo với những người đã khuất của người Việt. Nhưng vì chúng ta là người trần mắt thịt nên chúng ta sẽ không biết là người thân của mình khi chết sẽ đi về đâu, và cũng không thể nhìn thấy được linh hồn của họ. Cho nên dâng cơm chính là điều thể hiện lòng thành, sự cung kính, sự tri ân đối với người thân đã khuất, cũng đã trở thành những truyền thống tốt đẹp, quý giá của dân tộc Việt Nam hiện nay. Điều này có nghĩa là sau 49 ngày thì người thân trong gia đình không cần phải cúng cơm nước hàng ngày như trước nữa, mà khi vào những ngày như đại tường, tiểu tường hay những ngày kỵ dỗ hàng năm thì người thân trong gia đình nên là một mâm cơm cúng dỗ. Hình thức làm mâm cơm cúng dỗ hàng năm cũng không cần câu nệ quá nhiều hình thức, và tấm lòng thành vẫn luôn là điều cần thiết hơn là những hình thức bề ngoài. Bởi vì cúng dỗ chính là ngày mà những người thân nhân muốn thể hiện tấm lòng thành để tri ân, đền ơn và gợi nhớ tấm lòng của mình đến với người đã khuất. Cũng không nên cho rằng có mâu thuẫn tức là hai người không hợp nhau. Trên thực tế, đôi bên nên nhìn nhận việc tranh cãi từ góc độ tích cực. Những người biết cãi nhau, từng hiểu rõ nguyên tắc khi cãi nhau thì tình cảm giữa hai người sẽ ngày càng tốt đẹp, mà số lần cãi nhau sẽ ngày càng ít đi. 1.
Tranh cãi là vấn đề góc độ, quan điểm, chứ không phải vấn đề đúng sai. Nguyên nhân khiến cho vợ chồng cãi nhau thường là do nghĩ rằng sự việc chỉ có một đáp án duy nhất. Tâm lý của người tham gia vào cuộc tranh cãi chỉ là để khẳng định việc này nhất định là tôi đúng, anh sai. Thế nhưng, vấn đề là ở chỗ cả hai người đều nghĩ như vậy, vì thế mà cãi nhau không dứt. Trên thực tế, không có bất cứ một đáp án cố định nào cho những vấn đề tranh cãi hay là bất hòa trong gia đình. Bởi vì trong mỗi cuộc tranh cãi đều thuần túy là vấn đề quan điểm, chứ không phải vấn đề đúng sai. Những người biết cãi nhau là những người cố gắng lĩnh hội ý kiến thực sự của đối phương, hoặc đi so sánh sự khác biệt về quan điểm của hai người. Ngược lại, những người không biết cãi nhau sẽ lại cực lực tìm cách bác bỏ ý kiến của đối phương để chứng minh rằng mình đúng, khiến đôi bên đều chịu thua thiệt. 2. Vợ chồng cãi nhau nên nói tới cái tình, chứ đừng nói lý. Thông thường, đặc trưng của tranh cãi là cãi lý. Vì thế khi mà cãi nhau, đôi bên thường có tâm lý ra sức tìm ra lỗi về ngôn ngữ và logic của đối phương, và chỉ chăm chăm nhằm vào những lỗi đó, khiến cho đối phương không thể nào chống đỡ nổi. Thế nhưng cãi lý sẽ làm tổn thương tới tình cảm. Vì thế khi cãi nhau, vợ chồng nên xử sự sao cho có tình. Điều này còn mang tính xây dựng hơn nhiều so với việc áp dụng phương pháp phân tích và biện luận trong khi tranh cãi. 3. Không bao giờ cãi nhau trước mặt người thứ ba. Vì muốn chứng minh mình là đúng, những người trong cuộc thường hay tìm tới người thứ ba để mà kể lể, với hy vọng người khác sẽ ủng hộ mình. Không những thế, họ còn không ngừng chỉ ra những cái không phải của đối phương để mong nhận được sự đồng tình của càng nhiều người ngoài cuộc. Thói quen này sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới tình cảm vợ chồng. Vì thế các cặp vợ chồng nên hết sức tránh, nếu không người bị hại lại chính là bản thân mình. Những người biết tranh cãi là những người chỉ muốn hai vợ chồng đối mặt cùng nhau giải quyết xung đột, không thích tranh cãi trước mặt bố mẹ, bạn bè hay đồng nghiệp. Vợ chồng cãi nhau dù ai thắng ai thua thì trên thực tế cũng không có khái niệm người thắng cuộc, mà cả hai đều là kẻ bại trận. Nếu bất đắc dĩ phải cãi nhau thì cũng chỉ nên dừng ở một điểm nào đó. Đừng bao giờ cố gắng để thắng trong trận đấu khẩu này. Theo như là kết quả nghiên cứu của chuyên gia người Mỹ về phụ nữ bị ngược đãi, thì đặc trưng chung của những người phụ nữ hay bị chồng đánh là họ luôn là người chiến thắng trong cuộc chiến bằng miệng với các đức ông chồng. Các ông chồng không thể giành chiến thắng về mặt ngôn ngữ, đành phải dùng năm đấm để mà đòi lại. Người biết cãi nhau là người luôn biết chừa đường rút cho đối phương, trong khi người không biết cãi nhau lại luôn muốn ép đối phương tới đường cùng. 4. Nói rõ chân tướng sự việc, không làm mình làm mẩy thái quá. Cãi nhau thì bao giờ cũng có nguyên nhân. Người biết cãi nhau sẽ tập trung vào việc nói rõ sự việc để giúp đối phương hiểu rõ được tình hình và sự mong muốn của mình. Ngược lại, người không biết cãi nhau lại thích làm mình làm mẩy một cách thái quá để thể hiện rằng mình đang tức giận. Vì thế họ thường dùng những hình dung từ cực đoan, quá trớn để chọc giận đối phương. 5. Dũng cảm nhận sai trước. Cãi nhau là mâu thuẫn do sự bất đồng quan điểm. Vì thế, những người chín chắn sẽ luôn tìm mọi cách để tránh cãi nhau. Phương pháp tốt nhất để không xảy ra những trận đấu khẩu chính là thừa nhận ý kiến của đối phương, cho rằng ý kiến của đối phương tốt hơn của mình. Để có thể làm được điều này, bạn cần phải có đủ sự tự tin, phải là người chín chắn mới làm được. Điều này rất đáng được mọi người học tập. Nhượng bộ bạn đời của mình không phải là một sự tổn thất, mà là sự thu hoạch. Tuy nhiên, nếu thấy đối phương nhượng bộ trước, bạn cũng đừng bao giờ nói đã biết sai mà bây giờ mới chịu thừa nhận. Ngược lại, bạn càng nên khích lệ và tôn trọng người bạn đời của mình. Có như thế, nếu lần sau còn xảy ra tranh cãi thì đối phương sẽ càng sẵn lòng nhượng bộ.